Thưa quý vị, trong bối cảnh 4.0, vấn đề đào tạo nghề cho lao động đang đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi sự thích ứng nhanh nhạy, chủ động của cả đơn vị đào tạo lẫn người học. Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế và sự thay đổi của thị trường, tỷ lệ lao động nghề đã qua đào tạo, nhất là đào tạo chuyên sâu, được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tuyển dụng. Điều này cho thấy chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, nhiều chuyên gia cho rằng cần thay đổi về phương pháp đào tạo, trên cơ sở lấy người học làm trung tâm và bồi dưỡng những kỹ năng để người lao động thích ứng với nền tảng kinh tế số. Rõ ràng trong năm vừa qua là chúng ta đã có cái đội ngũ lao động nghề tương đối tốt, đáp ứng được phần nào đó cái sự phát triển. Nhưng mà trong cái sắp tới, trong cái sự phát triển chung của kinh tế xã hội, thì cái đào tạo nghề, tay nghề chuyên sâu càng phải được coi trọng hơn nữa. Tại Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng chú trọng hơn đến việc liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, đồng thời tăng cường số tiết thực hành, thực tập và kỹ năng tiếng Anh cho học viên. Nhà trường tăng cường cái nâng cao chất lượng, cái kỹ năng nghề cũng như nâng cao cái khả năng ngoại ngữ cho sinh viên để cho các bạn sau khi ra trường có thể hội nhập cũng như đáp ứng được cái yêu cầu mà trong cái tình hình mới đề ra. Trong thời gian đến thì nhà trường tiếp tục là cùng với lại doanh nghiệp tổ chức đào tạo một số các cái module, môn học ở tại doanh nghiệp theo cái hướng nhà trường và doanh nghiệp đồng hành cùng đào tạo. Đại dịch COVID-19 kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có việc làm gián đoạn chuỗi cung ứng lao động của các ngành kinh tế, đồng thời tạo nên những thách thức về việc làm và kỹ năng nghề của thị trường lao động hiện tại và tương lai. Do đó, việc chuẩn bị nhân lực có kỹ năng đáp ứng yêu cầu để khôi phục thị trường lao động là vô cùng cần thiết. Trong đó, phát triển thị trường lao động thích ứng với quá trình chuyển đổi số đang là vấn đề đặt ra.